Xin chào các bạn, mình là Thế Bảo, YK44 và hôm nay là mình sẽ trình bày cái bệnh là GAA, có nghĩa là Transient Ischemic Attack. Cái này là một căn bệnh là cơn mất ý thức tạm thời do thiếu máu lên não, tủy sống hay võng mạc, nhưng mà không làm chết mô, có nghĩa là không làm hoại tử. Thì cái bệnh này có triệu chứng là liệt một bên, mất trí nhớ tạm thời, nhức đầu, mờ mắt, nói khó, bán manh, có nghĩa là nhìn không rõ một bên và nhìn đôi. Nguyên nhân là do rung nhĩ, do vữa sơ động mạch cảnh. Và cái đối tượng hay dễ mắc phải đó là nam trên 55 tuổi, có tiền sử gia đình hút thuốc lá, tiểu đường, tăng huyết áp và hay ngồi lâu. Và chúng ta muốn biết được bệnh này thì chúng ta phải sử ứng dụng là siêu âm Doppler và điện tâm đồ SCG. Em xin hết.